cho 5.000 đó nha, 5.000 thôi nha, kêu nè nè, kêu bán 5.000 bánh tráng cuốn rồi thôi 5.000 lại cho má nha. Đi qua bển đi, anh nói 5.000 bánh tráng cuốn thôi lại 5.000 cho má đó. Chút bé hát à, bà đặt đi mua đồ ăn hàng lanh lắm. Thấy ai đi ngang cũng kêu đồ ăn hàng hết á. Khi sang mà má hồi nhỏ ai đi ngang cũng ăn, giống gì cũng kêu ăn. Chưa được 3 tuổi rồi mà ăn túi bụi á, lanh lắm. Người có chút bé hát à, mà cái tiếng hay như cái bồ rồi. Lanh hơn chị nhiều. Đứng cũng không yên, chị là đi lắc. Xong rồi đã xong hành trình đi về khoái không. Rồi sao, rồi sao mua mấy ngàn? 5.000. Rồi bà thối lại cho nhiêu? 5.000. Rồi ăn đi, lên giường ngủ cũng ngồi ăn đi. Ăn gì á? Bánh tráng này là gì? Bánh tráng là cuốn. Bánh tráng cuốn. Phải ăn bánh tráng cuốn hả? Ngon không? Ăn thử miếng ra. 5.000 nguyên ba cho nổi ăn đủ no luôn. Yeah. Ừ, gớt rồi. Cho má miếng nha. Ăn mầm mầm. Rồi, nổi ăn ra ngon không? Vô cho phò ăn nữa. Cá cuốn à? Ờ, cho phò ăn nữa. No quá. Má. Ăn đi. Rồi cho phò ăn nữa. Không. Gì không? Vô cho phò ăn thử một cục. Ôi, nhồi cửa. Rồi. À, con ăn đi bé. Rồi nữa, ngồi nữa ăn thử đi. Ăn đi, bánh tráng cuốn có gì á? Có gì trọng á? Có cái này là cái gì? Bánh tráng cuốn. Có cái gì nữa? À, biết gắp đũa luôn nha. 2 tuổi là biết gắp rồi. Bây giờ 2 tuổi rưỡi, sắp 3 tuổi rồi. Cầm đũa còn rành hơn chè ché 5 tuổi nữa. Chè ché học biết gắp đũa đâu? Ờ, chè ché không biết gắp đũa đâu. Con biết gắp đũa. À, là con biết gắp đũa à? Nữa tự học luôn. Ngon không? Dạ. Sao khoái ăn bánh tráng cuốn quá vậy? Thì ăn bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn có cái gì trọng mà khoái ăn? Hả? Ừ. Có cái gì trọng á? Cái này là cái gì á? Bánh tráng cuốn. Có cái gì trọng nữa? Nè, cái trắng trắng là cái gì? Trắng trắng này. Gì? Cái trắng trắng đó là cái gì? Hải trứng cút không? Đúng là hải trứng cút. Có thích ăn trứng cút không? Hả? Nó lấy được trứng cút không? Không. Để cái đũa bằng lại rồi mới kẹp được. Để vô cái bịch á, để vô cái bịch á, nửi đập xuống là nó bằng rồi. Rồi
Gạo ăn đi, cầm hoài. Nha, ừ, đó. Rồi đợi ngồi đó ăn mình đi nha. Ăn cho hết mịt đó nha. Rồi mua là ăn cho hết á. Bye bye. Bye bye.